Bài 20, bài kinh Kalaka. Mời quý vị tiếp tục nghe giảng. Khi nghe giảng, quý vị nhớ đến siết chặt răng lưỡi, nhớ đến tích cực chú tâm cảm giác toàn thân và đồng thời hướng đến nghe giảng. Hôm nay quý vị nghe giảng bài kinh Kalaka. Bài kinh Kalaka này nội dung nói về thấy và biết của Đức Phật. Đây là dịp quý vị so sánh xem những điều quý vị đã học, quý vị đã thực hành và kết quả quý vị thực hành. Tuy rằng nó tương đối độc lập với kinh điển, vì trong khóa học này, chúng ta không dùng bất kỳ một bản kinh nào trong kinh điển để giảng giải phần lý thuyết cũng như phần thực hành. Chúng ta hoàn toàn độc lập với kinh điển. Nhưng chúng ta đã so sánh lý thuyết mà quý vị đã nghe giảng và sự thực hành của quý vị với một số bài kinh căn bản của kinh điển như kinh Pháp Môn Căn Bản, kinh Nhất Dạ Hiền Giả. Quý vị thấy rằng nó tương thích với nhau, phù hợp với nhau hay nó trái ngược nhau? Và đây là một bài kinh rất căn bản để quý vị so sánh xem, quý vị học và thực hành để thay đổi thấy và biết. Thì quý vị học, quý vị thực hành, bây giờ quý vị so sánh với thấy biết của Phật trong bản kinh Kalaka này xem nó có phù hợp không. Và khi quý vị thấy nó phù hợp với các bản kinh căn bản, thì quý vị hiểu rằng những điều mình tu học trên quan sát sự thật phù hợp với những điều mà Đức Phật đã tuyên bố trong kinh điển. Bản kinh Kalaka này có nội dung như sau. Một thời Thế Tôn trú ở Saketa, tại khu vườn Kalaka. Tại đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, thưa vâng bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Này các tỷ kheo, cái gì trong toàn thế giới này được quần chúng Sa Môn, Bà La Môn, chư thiên và loài người thấy, nghe, cảm nhận, nhận thức? Tất cả ta đều biết. Này các tỷ kheo, cái gì trong toàn thế giới này được chư thiên và loài người thấy, nghe, cảm nhận, nhận thức? Ta đã được biết rõ như sau. Tất cả đều được Như Lai biết đến, Như Lai không có dựng đứng lên. Này các tỷ kheo, nếu ta nói rằng ta biết tất cả những gì trong toàn thế giới này, như vậy là có nói láo trong ta. Nếu ta nói rằng ta cả hai biết và không biết, như vậy là có nói láo trong ta. Nếu ta nói rằng ta không biết và cũng không phải biết, như vậy là có nói láo trong ta, như vậy là có lỗi trong ta. Như vậy, này các tỷ kheo, Như Lai là vị đã thấy những gì cần thấy, nhưng không có tưởng tượng về những gì được thấy, không có tưởng tượng về những gì không được thấy, không có tưởng tượng về những gì cần thấy, không có tưởng tượng về người thấy. Đã nghe những gì cần nghe, nhưng không có tưởng tượng về những gì được nghe, không có tưởng tượng về những gì cần phải nghe, không có tưởng tượng về những gì không được nghe, không có tưởng tượng gì về người nghe. Đã cảm nhận những gì cần cảm nhận, nhưng không có tưởng tượng về những gì cảm nhận, không có tưởng tượng những gì không được cảm nhận, không có tưởng tượng về những gì cần phải cảm nhận, không có tưởng tượng về người cảm nhận. Đã nhận thức những gì cần nhận thức, nhưng không có tưởng tượng về những gì được nhận thức, không có tưởng tượng về những gì không được nhận thức, không có tưởng tượng về những gì cần phải nhận thức, không có tưởng tượng về người nhận thức. Như vậy, này các tỷ kheo, Như Lai đối với các pháp được thấy, được nghe, được cảm nhận, được nhận thức, đều đã biết rõ. Nên vị ấy là như vậy. Lại nữa, hơn người như vậy, không có ai tối thượng hơn và thù thắng hơn, ta tuyên bố như vậy. Những gì được thấy, nghe, được cảm nhận rồi chấp trước, được nghĩ là chân thực, giữa những người thấy vậy, ta không phải như vậy. Những điều chúng tuyên bố, dẫu là thật hay láo, ta không xem tối hậu. Ta trong thời đã qua, thấy được mũi tên này, loài người bị câu móc. Ta thấy và ta biết, các đức Phật Như Lai không tham đắm như vậy. Bài kinh Kalaka chỉ ngắn như vậy. Bài kinh này trong Tăng Chi Bộ Kinh, bài kinh rất ngắn và đa phần người học Phật không ai để ý tới bài kinh này,
không ai tìm hiểu, giảng giải về bài kinh này. Bài kinh này tuy ngắn như vậy, nhưng được chia làm 3 phần. Phần thứ nhất là 4 câu đầu. Câu 1. Này các tỷ kheo, cái gì trong toàn thế giới này được quần chúng Sa Môn, Bà La Môn, chư thiên và loài người thấy, nghe, cảm nhận, nhận thức? Tất cả ta đều biết. Này các tỷ kheo, cái gì trong toàn thế giới này được chư thiên và loài người thấy, nghe, cảm nhận, nhận thức? Ta đã được biết rõ như sau. Tất cả đều được Như Lai biết đến, Như Lai không có dựng đứng lên. Câu 2. Này các tỷ kheo, nếu ta nói rằng ta biết tất cả những gì trong toàn thế giới này, như vậy là có nói láo trong ta. Câu 3. Nếu ta nói rằng ta cả hai biết và không biết, như vậy là có nói láo trong ta. Câu 4. Nếu ta nói rằng ta không biết và cũng không phải là không biết, như vậy là có nói láo trong ta, như vậy là có lỗi trong ta. Đoạn thứ nhất của bài kinh gồm 4 câu. Và phần thứ hai của bài kinh là: Như vậy, này các tỷ kheo, Như Lai là vị đã thấy những gì cần thấy, nhưng không có tưởng tượng về điều được thấy, không có tưởng tượng về điều không được thấy, không có tưởng tượng về điều cần thấy, không có tưởng tượng về người thấy, đã nghe những gì cần nghe, không có 4 tưởng tượng đó, đã cảm nhận những gì cần cảm nhận, không có 4 tưởng tượng đó, đã nhận thức những gì cần nhận thức, không có 4 tưởng tượng đó. Đó là phần thứ hai. Phần thứ ba là bài kệ tổng kết 2 phần trên. Bây giờ quý vị sẽ nghiên cứu khám phá từng phần một. Nhưng trước khi khám phá từng phần một, quý vị thấy rằng trong bản kinh này đề cập đến thấy, nghe, cảm nhận, nhận thức. Ở đây nhãn thức là thấy, nghe là nhĩ thức nghe, cảm nhận bao gồm tỷ thức cảm nhận mùi, thiệt thức cảm nhận vị, thân thức cảm nhận xúc chạm và tưởng thức cảm nhận pháp trần. Để nói rằng thấy, nghe, cảm nhận là để chỉ cho tâm biết trực tiếp giác quan và nhận thức để chỉ cho tâm biết ý thức. Như vậy, tất cả bao gồm trong đó thấy, nghe, cảm nhận, nhận thức, đó là tâm. Và những gì được thấy, được nghe, được cảm nhận, được nhận thức là đối tượng của các tâm biết đó. Nên chúng ta nói tắt thấy, nghe, cảm nhận, gọi tắt là thấy. Quý vị thấy rằng từ thấy mà tiếng Tàu gọi là kiến là một từ nghĩa rất rộng, không phải ám chỉ có mắt thấy thôi đâu. Từ thấy dùng cho mọi cái biết trực tiếp giác quan. Anh thấy âm thanh đấy thế nào? Anh thấy mùi đó thế nào? Anh thấy vị đó thế nào? Đều dùng từ thấy cả. Cho nên chúng ta nói tâm biết trực tiếp giác quan đó thấy, nghe, cảm nhận, gọi tắt là thấy. Và nhận thức là hiểu biết, chính là tâm biết ý thức. Thế thì bây giờ quý vị khảo sát phần thứ nhất. Phần thứ nhất có 4 câu. Câu thứ nhất: Này các tỷ kheo, cái gì trong toàn thế giới này được quần chúng Sa Môn, Bà La Môn, chư thiên và loài người thấy, nghe, cảm nhận, nhận thức? Tất cả ta đều biết. Này các tỷ kheo, cái gì trong toàn thế giới này được chư thiên và loài người thấy, nghe, cảm nhận, nhận thức? Ta đã được biết rõ như sau. Tất cả đều được Như Lai biết đến, Như Lai không có dựng đứng lên. Tức đây là sự thật, chứ không phải Như Lai bịa đặt. Câu thứ nhất là như vậy. Câu thứ hai lại nói rằng: Nếu ta nói rằng ta biết tất cả những gì trong toàn thế giới này, như vậy là có nói láo trong ta. Câu thứ hai là như vậy. Và câu thứ ba là: Nếu ta nói rằng ta cả hai biết và không biết, tức là có một số thì ta biết, một số thì ta không biết, như vậy là có nói láo trong ta. Câu thứ tư nói rằng: Nếu ta nói rằng ta không biết về thế giới này, cũng không phải không biết, là có lỗi trong ta. Thì khi nghe 4 câu đầu này sẽ có 2 trường phái. Đây là tôi nói những người nghe bài giảng đầu tiên sẽ xuất hiện 2 trường phái. Trường phái thứ nhất thì cho rằng câu thứ nhất mâu thuẫn với câu 2, câu 3, câu 4.
Còn trường phái thứ hai, số người này rất ít, cho rằng bốn câu này không mâu thuẫn với nhau chút nào cả. Quý vị sẽ tìm hiểu để chúng ta thấy rằng tại sao lại có hai nhóm với hai phán quyết như vậy. Đa số người thì cho bốn câu này mâu thuẫn, còn nhóm thứ hai rất ít người thôi thì lại cho rằng không mâu thuẫn. Quý vị sẽ học được ở đây phân biệt được giữa chánh tư duy và tà tư duy. Cụ thể, sau khi nghe câu thứ nhất nói rằng: "Này các tỷ kheo, cái gì trong toàn thế giới này được quần chúng Sa Môn, Bà La Môn, chư thiên và loài người thấy, nghe, cảm nhận, nhận thức, tất cả ta đều biết. Này các tỷ kheo, cái gì trong toàn thế giới này được chư thiên và loài người thấy, nghe, cảm nhận, nhận thức, ta đã được biết rõ như sau. Tất cả đều được Như Lai biết đến, Như Lai không có dựng đứng lên." Thì ở đây đa phần người học Phật với hiểu biết tâm biết cảnh thì họ hiểu câu này bằng cách so sánh điều họ nghe, nội dung câu này với những hiểu biết trong bộ nhớ. Trong hiểu biết tâm biết cảnh thì nhận thức đó cho rằng những đối tượng thực tại này là thế giới vật chất ngoại cảnh. Hiểu biết này là mắt thấy sắc trần, tai nghe thanh trần, mũi ngửi hương trần, lưỡi nếm vị trần, thân biết xúc trần, ý biết pháp trần. Cái biết là tâm, đối tượng được biết là thế giới vật chất ngoại cảnh, là thế giới này, vũ trụ này. Và đối với tâm thức của họ, họ cho rằng hiểu biết của loài người về thế giới, cho dù các nhà khoa học cũng là biết hữu hạn cả về thời gian, hữu hạn cả về không gian. Hữu hạn về không gian là như thế nào? Ví dụ quý vị thấy cách đây 7-80 năm, hiểu biết của con người, có những người chỉ hiểu biết trong thôn xóm của mình thôi. Ngoài thôn xóm, họ chưa thấy nghe, cảm nhận một cái gì bên ngoài. Họ chưa bao giờ đi ra khỏi làng xã, thôn xóm, cánh đồng của họ. Vì vậy, thế giới rộng lớn bao la này, họ không biết đến. Họ chỉ biết đến một phần rất nhỏ, một không gian rất nhỏ hẹp. Có những người biết cả một huyện, có những người biết cả một tỉnh. Có những người biết rộng hơn là họ đi khám phá đất nước mình. Nhưng họ chưa bao giờ đi ra khỏi đất nước, cho nên hiểu biết trong phạm vi không gian là hạn hẹp như vậy. Nhưng cũng có những người đi khắp thế giới, họ biết nước Mỹ, nước Anh, vân vân. Hiểu biết của họ với một không gian rộng lớn hơn. Rồi các nhà khoa học thì hiểu rằng vũ trụ này gồm các thiên hà, mà thiên hà thì rộng bao nhiêu, dài bao nhiêu thì họ không biết đến. Vì vậy, hiểu biết của con người về thế giới theo chiều không gian là hữu hạn. Hiểu biết của con người về thế giới theo chiều thời gian thì có thể họ dự đoán được quá khứ, tìm kiếm được khảo cổ 5-70 năm hay là 10.000 năm, họ có thể đoán ra hàng triệu năm, nhưng mà hiểu biết đó về thời gian cũng là hữu hạn. Và biết về tương lai, dự đoán về tương lai cũng là hữu hạn. Như vậy trong tâm thức của con người, nhận thức rằng hiểu biết của loài người về thế giới là hữu hạn về thời gian, hữu hạn về không gian. Và khi nghe nói đến Đức Phật giác ngộ chân lý, trên nền tảng tâm biết cảnh, đương nhiên họ suy diễn, suy nghĩ, lý luận. Họ chắc chắn mặc định rằng Đức Phật giác ngộ về thế giới và sự giác ngộ của Ngài là Ngài hiểu biết, Ngài thấy biết toàn bộ thế giới này. Ngài hiểu biết thế giới này là vô hạn lượng, vô hạn về không gian và vô hạn về thời gian. Theo thế giới quan của Bà La Môn giáo thì người ta cho rằng thế giới của loài người này, quả đất loài người này đang sinh sống là một thế giới, và 1.000 thế giới loài người đang sinh sống này hợp lại với nhau thì đó gọi là một tiểu thiên thế giới. 1.000 tiểu thiên thế giới như vậy hợp lại với nhau hình thành trung thiên thế giới, và 1.000 trung thiên thế giới như vậy hợp lại với nhau thì mới tạo thành một đại thiên thế giới. Và vũ trụ này có 3.000 đại thiên thế giới. Đó là hiểu biết. Họ suy đoán như vậy. Đối với con người thì hiểu biết thế giới hữu hạn, còn sự giác ngộ của Đức Phật là Ngài biết toàn bộ thế giới này, toàn bộ vũ trụ này, biết tam thiên, đại thiên thế giới. Đó là xét theo mặt không gian. Còn xét theo mặt thời gian thì Ngài biết thế giới này từ vô thủy đến vô chung. Trong tâm thức của những người học Phật như vậy, họ mặc định Đức Phật giác ngộ về thế giới, giác ngộ về tam thiên, đại thiên thế giới, về vô hạn lượng, không gian và thời gian.
Đương nhiên, khi họ đối chiếu với câu thứ nhất, Đức Phật biết toàn bộ thế giới này, những gì mà chư thiên loài người thấy, nghe, cảm nhận, nhận thức trong toàn thế giới này là Đức Phật biết hết cả. Quý vị sẽ thấy rằng, ví dụ như nói Tam Thiên, Đại Thiên Thế Giới, đương nhiên là ở đó vẫn có loài người sống, cho nên loài người đó thấy biết cái gì thì Đức Phật thấy biết hết cả. Cho nên, những gì mà chư thiên và loài người thấy, nghe, cảm nhận, nhận thức, ta cảm nhận rất rõ. Ta đều biết rõ điều đó là sự thật, không phải ta dựng lên. Quý vị thấy so sánh câu này với hiểu biết của nhân loại như vậy, mặc định như vậy, đưa đến câu đầu là đúng. Nhưng khi chạm tới câu 2, nếu như ta nói rằng ta biết tất cả những gì trong toàn thế giới này là có nói láo trong ta, rõ ràng nội dung của câu 2 mâu thuẫn với câu nhất. Câu trước thì nói cái gì trong toàn thế giới này đều biết hết, nhưng câu 2 thì nếu như ta nói rằng ta biết tất cả những gì trong toàn thế giới này là có nói láo trong ta. Lập tức hai câu mâu thuẫn với nhau. Câu thứ 3, nếu như ta nói rằng ta cả hai là biết và không biết, tức là có một số cái trong thế giới này ta biết, còn một số cái ta không biết. Nó giống như loài người cũng nghĩ rằng thế giới này có một số cái ta biết, một số cái ta chưa biết. Như vậy rõ ràng nội dung câu thứ 3 này mâu thuẫn với câu thứ nhất. Và câu thứ 4, nếu như ta nói rằng ta không biết, cũng không phải không biết. Đây là lập ngôn của Kỳ Na giáo, gọi là cách lý luận trường uốn như lương, cũng được đưa vào bản kinh này. Nếu như ta nói là ta không biết, nhưng cũng không phải là không biết, thì đó là có nói láo trong ta. Rõ ràng nếu như theo nghĩa đen của câu thứ 3, thứ 4 này, nó hoàn toàn mâu thuẫn với câu thứ nhất. Và như vậy quý vị sẽ thấy nhóm thứ nhất khi đặt nền tảng trên nguyên lý tâm biết cảnh, hiểu biết rằng thực tại này là thế giới vật chất ngoại cảnh, thì tư duy sẽ khởi lên. Phân tích so sánh đối chiếu bốn câu này với kiến thức mà họ có. Họ mặc định kiến thức của mình là đúng sự thật, thì họ dẫn đến kết luận bốn câu này có câu đầu đúng, còn ba câu sau là sai, mâu thuẫn với câu thứ nhất. Đó là cách tư duy để rút ra kết luận như vậy. Tư duy là phân tích, so sánh, đối chiếu nội dung của bốn câu này với những tri thức hiểu biết trong bộ nhớ tâm thức của họ theo nguyên lý tâm biết cảnh mà chúng ta đã biết rằng đó là vô minh. Cái tư duy như vậy gọi là tà tư duy. Tà tư duy lấy tiêu chuẩn những hiểu biết vô minh đó là chân lý, là sự thật để đối chiếu nội dung này với cái đó. Còn quý vị sẽ thấy một nhóm rất ít sau khi học rồi, họ hiểu biết được là Đức Phật giác ngộ thực tại này là cảm thọ. Những gì được thấy, được nghe, được cảm nhận, được nhận thức của thế giới này là tâm chứ không phải là cảnh, là cảm thọ. Câu tuyên bố đó mọi người phải ghi nhớ. Này các tỷ kheo, Như Lai nhờ tuệ tri. Như Lai nhờ tuệ tri sự sinh diệt của thọ, vị ngọt sự nguy hiểm, sự xuất ly của thọ, mà Như Lai được giải thoát hoàn toàn, không có chấp thủ. Điều này được nghe giảng rồi, lưu vào bộ nhớ của tâm thức rồi, nhưng chưa thực hành thuần thục, cho nên không so sánh bốn câu này với nội dung minh đó. Còn nếu bây giờ quý vị nhảy bén học là nhớ ngay, thì nghe bốn câu đó là so sánh với minh đó. Tư duy này, lấy tiêu chuẩn minh để đối chiếu, thì đấy mới gọi là chánh tư duy. Và khi tư duy như thế này, những người này sẽ so sánh, đối chiếu nội dung câu thứ nhất với minh đó. Nội dung câu thứ nhất nói rằng, này các tỷ kheo, cái gì trong toàn thế giới này được quần chúng Sa Môn, Bà La Môn, chư thiên và loài người thấy, nghe, cảm nhận, nhận thức, tất cả ta đều biết. Này các tỷ kheo, cái gì trong toàn thế giới này được chư thiên và loài người thấy, nghe, cảm nhận, nhận thức, ta đã được biết rõ như sau. Tất cả đều được Như Lai biết đến, Như Lai không có dựng đứng lên. Khi so sánh với sự giác ngộ của Như Lai, giác ngộ thực tại này là cảm thọ. Quý vị hiểu rằng Đức Phật đang nói sự thật, tất cả những gì được thấy, được nghe, được cảm nhận, được nhận thức trong toàn thế giới này, thì Như Lai biết đó là cảm thọ. Tất cả những gì chư thiên và loài người thấy, nghe, cảm nhận, nhận thức,
tất cả các đối tượng đó đều là cảm thọ. Đây là sự thật Như Lai đã giác ngộ. Đây là sự thật không phải Như Lai bịa đặt ra. Như vậy quý vị hiểu được nội dung câu thứ nhất, tất cả những gì trong toàn thế giới này được chư thiên loài người thấy, nghe, cảm nhận, nhận thức, những đối tượng đó đều là cảm thọ hết, đều là tâm chứ không phải thế giới vật chất. Đây là sự thật, không phải Như Lai bịa đặt ra. Thế thì hiểu được nội dung câu thứ nhất, đương nhiên bản kinh này là trước tác sau này. Người ta rất tế nhị viết ra bản kinh này để trắc nghiệm xem người học có nhanh nhạy, có tư duy đúng chánh tư duy, để so sánh câu này với nội dung giác ngộ của Đức Phật không. Nếu như nhanh nhạy thì so sánh với điều giác ngộ của Đức Phật thì hiểu nội dung của câu này. Như vậy câu thứ hai, này các tỷ kheo, nếu ta nói rằng ta biết tất cả những gì trong toàn thế giới này là có nói láo trong ta. Đức Phật hiểu rõ rằng những gì thấy, nghe, cảm nhận, nhận thức, những đối tượng đó đều là cảm thọ, chứ không phải thế giới vật chất. Cho nên nếu như nói rằng Đức Phật biết toàn bộ thế giới vật chất này là có nói láo. Như vậy, câu thứ hai bổ nghĩa cho câu thứ nhất, khẳng định thêm câu thứ nhất, chứ hoàn toàn không có trái nghĩa gì cả. Câu thứ ba là, nếu ta nói rằng cả hai ta biết và không biết, tức là có một số cái thì ta biết, một số cái thì ta không biết, như vậy là có nói láo trong ta. Nó cũng là một câu bổ nghĩa cho câu thứ nhất. Những gì mà ngài thấy, nghe, cảm nhận, nhận thức đều là cảm thọ hết, chứ không phải là thế giới vật chất. Cho nên nếu như nói rằng ngài biết về thế giới vật chất, một số cái biết, một số cái ta không biết là nói láo. Nói ta biết toàn bộ thế giới vật chất là nói láo. Nhưng nói rằng cả hai, một số cái ta biết, một số cái ta không biết là có nói láo. Câu này cũng là bổ nghĩa, khẳng định cho câu thứ nhất. Còn câu thứ tư, nếu như nói rằng ta không biết, cũng không phải không biết là có nói láo trong ta. Quý vị sẽ thấy rằng nếu như nói không biết là có nói láo, vì sao? Ngài đã giảng giải rằng con người có sáu căn và sáu trần tiếp xúc với nhau mới phát sinh sáu thọ. Những gì được nghe, được thấy, được cảm nhận, đó là thọ. Nhưng cái thọ đó là do duyên khởi, là do sáu căn tiếp xúc sáu trần mà phát sinh ra. Như vậy sáu căn và sáu trần đó là thế giới vật chất ngài có biết. Biết có thế giới vật chất đó. Biết thế giới vật chất đó có thể phân chia làm sáu trần. Qua cảm thọ, suy luận, tầm biết ý thức, suy luận biết rằng có thế giới vật chất. Như vậy, ngài có biết thế giới vật chất chứ không phải không biết. Nếu như ngài nói ta không biết gì về thế giới vật chất là có nói láo, thì câu thứ tư này cũng bổ nghĩa cho câu thứ nhất. Như vậy bốn câu này hoàn toàn liên quan với nhau, thống nhất với nhau, không hề có mâu thuẫn. Và quý vị thấy rằng người nào nghe những nội dung này rồi phân tích, so sánh, đối chiếu với điều giác ngộ của Đức Phật thì mới thấy được sự thật này. Tư duy như vậy gọi là chánh tư duy. Thế thì tà tư duy lấy hệ quy chiếu là vô minh, còn chánh tư duy lấy hệ quy chiếu là minh, là sự thật. Đó là nội dung thứ nhất của bản kinh. Nội dung thứ hai, như vậy, này các tỷ kheo, Như Lai là vị đã thấy những gì cần thấy, đã nghe những gì cần nghe, đã cảm nhận những gì cần cảm nhận, đã nhận thức những gì cần nhận thức, nhưng không có bốn tưởng tượng. Đó là không có tưởng tượng về những điều được thấy, được nghe, được cảm nhận, được nhận thức. Thứ hai là không có tưởng tượng về điều không được thấy, không được nghe, không được cảm nhận, không được nhận thức. Thứ ba là không có tưởng tượng về điều cần phải thấy, cần phải nghe, cần phải cảm nhận, cần phải nhận thức. Bốn là không có tưởng tượng về người thấy, người nghe, người cảm nhận, người nhận thức. Thế thì quý vị hiểu điều này như thế nào? Muốn hiểu được rõ điều này, quý vị phải hiểu được thấy, nghe, cảm nhận, nhận thức, rồi tưởng tượng. Bốn điều tưởng tượng đó là như thế nào? Bây giờ quý vị hình dung như thế này. Một người bình thường với hiểu biết bình thường chưa bao giờ học đạo của Đức Phật thuyết giảng cả. Nếu như bây giờ có một bình hoa sen ở đây, có những hoa sen cắm trong bình đó. Khi mắt người đó tiếp xúc với hoa sen, ta gọi nôm na là thấy đối tượng.
thì lập tức thấy hình ảnh đó. Người đó khởi lên tâm biết ý thức. Ta thấy bông hoa sen rất đẹp, rất thơm, rất trang trọng, dùng để thờ Phật. Thế thì quý vị sẽ thấy rằng, đầu tiên là người đó thấy, rồi khởi lên biết. Ta biết đây là bông sen rất đẹp, rất thơm tho, rất trang trọng. Đặt trên bàn thờ Phật, thì đó là thấy rồi tưởng tượng về điều được thấy. Thấy rồi tưởng tượng những điều được thấy ở đây là như thế nào? Vốn là lộ trình tâm, mắt người tiếp xúc với sắc trần phát sinh cảm giác hình ảnh, đồng thời phát sinh nhãn thức. Sắc trần ở đây là bông hoa sen vật chất, tiếp xúc với mắt, phát sinh cảm giác hình ảnh, đồng thời phát sinh nhãn thức, thấy cảm giác hình ảnh đó. Cảm giác hình ảnh đó là tâm, chứ không phải vật. Nhưng sau khi thấy rồi, người đó lại cho rằng đối tượng mình thấy đó là bông hoa sen vật chất. Thì đó có phải là thấy rồi tưởng tượng những điều mình thấy không? Y như câu chuyện ngụ ngôn mà quý vị nghe trước đây, con gà trống có màu đỏ chói, con chồn thấy đối tượng có màu đỏ chói, vốn là cục thịt có màu đỏ chói, nhưng nó lại cho rằng đối tượng mà nó thấy đó là cục lửa. Cho nên rõ ràng con chồn thấy rồi tưởng tượng về điều được thấy. Thế thì cũng y như một người thấy bông hoa sen, vốn đối tượng được thấy đó là cảm giác hình ảnh, là một cảm thọ, nó là tâm, chứ không phải là bông hoa sen vật chất. Nhưng người đó lại cho rằng đối tượng mình thấy đó là bông hoa sen vật chất, thì đó là thấy rồi tưởng tượng về những điều được thấy. Không những khi thấy bông hoa sen đó, thấy rồi tưởng tượng điều được thấy, mà người đó lập tức liên tưởng đến, ồ, mình đã thấy một hồ sen, rất nhiều bông hoa sen trắng đẹp như thế này. Rồi mình đã bắt gặp trong mùa hạ, sen nở tràn hồ, một ngày đi qua nó thơm ngát dễ chịu vô cùng. Rồi được chứng kiến những cô thiếu nữ lội trong bùn, ngồi trên thuyền hái những bông hoa sen đó đưa ra chợ bán. Có những người mua những bông hoa sen đó cắm lên đây để thờ Phật. Lập tức trong tâm họ liên tưởng tới những hình ảnh đó. Đó gọi là thấy rồi tưởng tượng những điều không được thấy. Khi thấy những bông hoa sen đó, họ được một số tông phái Phật giáo dạy cho là phải quán tưởng bông sen đó. Quán tưởng như thế nào? Quán tưởng một trong tất cả trong một, trùng trùng duyên khởi. Khi anh thấy bông hoa sen đó, rõ ràng bông hoa sen này là do cây sen trong hồ sinh ra. Nhân là cây sen, quả là hoa sen. Và chính cây sen đó biến đổi ra hoa sen. Vì vậy, nhân trong quả, quả trong nhân. Cho nên anh nhìn bông hoa sen này là anh phải thấy được cây hoa sen phát sinh ra hoa sen này. Và anh phải thấy được bông sen đó ở trong một đồng ruộng. Bông hoa sen đó được chăm sóc rất kỹ càng, nên nó mới được tốt tươi, được thơm tho như vậy. Phải có người chăm sóc, thì anh phải thấy những người nông dân đang chăm sóc bông sen này. Nếu như anh thấy người nông dân, thì anh thấy con cái họ, cha mẹ họ. Khi anh thấy cha mẹ họ, thì anh thấy cho được ông bà tổ tiên họ. Và như vậy là trùng trùng duyên khởi. Thấy từ cổ chí kim, biết bao nhiêu người sinh ra, tầng tầng lớp lớp, đang hiện hữu trong bông sen này. Rồi thấy luôn, con người muốn có phương tiện để chăm sóc bông hoa sen này, thì phải có tiền. Phải có tiền thì anh thấy được những người đúc tiền, sản xuất ra đồng tiền này. Nhân trong quả phải thấy được như vậy. Và như vậy anh phải quán tưởng, thấy cho được trùng trùng duyên khởi. Nhân trong quả, quả trong nhân, tương tức, tương nhập. Cho nên toàn bộ tam thiên đại thiên thế giới nằm trong bông hoa sen này. Nhìn thấy bông hoa sen này là phải nhìn thấy tam thiên đại thiên thế giới, một trong tất cả trong một. Và bông hoa này có trong tam thiên đại thiên thế giới, một trong tất cả trong một, thì có phải là thấy rồi tưởng tượng về điều cần thấy phải không? Vốn cái thấy đó là nhãn thức, vô chủ vô sở hữu, không có một cái tôi, ta, ông A, bà B nào thấy cả. Không có người thấy, nhưng người đó lại khởi lên, ta thấy bông hoa sen, ông A, bà B thấy bông hoa sen, như vậy là tưởng tượng về người thấy. Quý vị thấy rằng con người bình thường, với lộ trình tâm bát tà đạo, thì thấy rồi tưởng tượng về điều được thấy, thấy rồi tưởng tượng về điều không được thấy, thấy rồi tưởng tượng điều cần phải thấy,
thấy rồi tưởng tượng về người thấy là như vậy. Đó chính là tâm biết ý thức tà kiến, hiểu biết sai sự thật về đối tượng và hiểu biết của họ là tưởng tượng ra chứ không phải sự thật. Và nghe, cảm nhận, nhận thức đối tượng thì đều có bốn tưởng tượng đó. Bởi vì đối tượng thực tại này vốn là cảm thọ nhưng lại cho rằng đó là thế giới vật chất. Dựa trên những hiểu biết sai lầm, tâm biết cảnh, dựa trên những hiểu biết sai lạc, nhân quả, một nhân phát sinh quả. Cho nên hiểu biết, thấy nghe, cảm nhận, nhận thức của thế gian là tưởng tượng chứ không đúng sự thật. Như Lai là vì đã thấy những gì cần thấy nhưng không có tưởng tượng. Quý vị đã học thực hành chánh niệm về thân, lộ trình tâm, căn trần tiếp xúc, phát sinh đồng thời thọ tưởng, tiếp đến là chánh niệm, nhớ đến tích cực chú tâm, ghi nhận các cảm giác nổi trội hay các cảm giác trên thân. Do chánh niệm như vậy mà phát sinh chánh tinh tấn, chánh tích cực, và do chánh tinh tấn như vậy mà phát sinh sự chú tâm liên tục gọi là chánh định, và do chánh định mà lộ trình tâm dừng lại tâm biết trực tiếp giác quan. Tâm biết trực tiếp giác quan này không có ý thức xen vào, chỉ có một mình tâm biết trực tiếp giác quan, lúc đó gọi là tỉnh giác. Và lúc đó chỉ thấy thôi, chỉ thấy, nghe, cảm nhận các đối tượng thực tại, bởi tâm biết tỉnh giác, vô niệm, vô ngôn, vô phân biệt. Và lúc đó tâm biết trực giác gọi là tỉnh giác. Thấy, nghe, cảm nhận đối tượng không hề có tâm biết ý thức, cho nên nó ghi nhận đối tượng một cách trung thực, không còn bị tâm biết ý thức bóp méo, xuyên tạc đối tượng đó bởi tri thức khái niệm, bởi yêu ghét. Cho nên lúc đó thấy như vậy gọi là thắng tri đối tượng. Như vậy Như Lai đã thấy, nghe, cảm nhận đối tượng. Thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe, cảm nhận chỉ là cảm nhận. Cho nên không có tưởng tượng, không có gì phát sinh được, nên không có bốn loại tưởng tượng đó. Đây ám chỉ là thấy, nghe, cảm nhận bằng tâm biết tỉnh giác, hay còn gọi là thắng tri đối tượng. Và quý vị đã thực hành trong khóa tu này, quý vị đã kinh nghiệm được tâm biết tỉnh giác. Tâm biết tỉnh giác đó chỉ ghi nhận đối tượng và chấm dứt tại đó, không có bốn loại tưởng tượng đó như lộ trình tâm bát tà đạo mà quá khứ quý vị đã trải qua. Còn khi quý vị tu quán, thực hành chánh niệm về thọ, về tâm, về pháp, lúc đó cái biết ý thức khởi lên, đó gọi là nhận thức đối tượng. Và ý thức tu tập chánh niệm như vậy khởi lên tâm biết ý thức chánh tri kiến, biết đúng sự thật, đối tượng đó là cảm thọ, do căn trần tiếp xúc phát sinh, nó vô thường, vô chủ sở hữu hay vô ngã, có vị ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ly. Chính vì vậy, nhận thức đó không hề tưởng tượng, là hiểu biết đúng sự thật về đối tượng. Và như vậy, quý vị sẽ thấy cái thấy biết của phàm phu là tưởng tượng, mang một nghĩa là thấy biết của phàm phu không đúng sự thật, gọi là tưởng tượng thôi, chứ không phải sự thật. Còn thấy biết của Đức Phật là thấy biết đúng sự thật đối tượng, không tưởng tượng về đối tượng. Thế thì như vậy, bài kinh này giới thiệu thấy và biết của Như Lai là thấy biết như thật. Và thấy biết này, quý vị sẽ thấy là một từ rất quan trọng. Trong Đêm Thành Đạo, có một câu là do thấy như vậy, biết như vậy mà các lậu hoặc được đoạn tận. Vậy quý vị cũng tu tập, quý vị cũng kinh nghiệm được rõ ràng thấy và biết trong khóa tu này. Và nó hoàn toàn phù hợp với kinh điển, với điều mà Đức Phật đã chứng ngộ và thuyết giảng. Còn phần thứ ba là bài kệ. Những gì được thấy, nghe, được cảm nhận rồi chấp trước, được nghĩ là chân thực giữa những người thấy vậy, ta không phải như vậy. Những gì được thấy, nghe, được cảm nhận rồi cho rằng những cái đó là sự thật, là chấp trước, tức cho rằng cái đó là sự thật, tuy rằng nó không phải là như vậy mà lại cho rằng nó như vậy, đó gọi là chấp trước, tức là hiểu biết không đúng sự thật mà lại cho rằng hiểu biết đó là đúng sự thật thì gọi là chấp trước. Thí dụ như con chồn thấy đối tượng vốn là cái màu đỏ chói, là cục thịt có màu đỏ chói, nhưng nó lại cho rằng đối tượng mà mình thấy đó là cục lửa thì đó gọi là chấp trước.
mặc định rằng hiểu biết đó là đúng. Cũng y như loài người, các đối tượng được thấy, được nghe, được cảm nhận, vốn bản chất nó là cảm thọ, nó là tâm, chứ không phải là vật. Nhưng nhân loại lại cho rằng nó là thế giới vật chất, và họ mặc định rằng, cho rằng hiểu biết của họ là đúng sự thật, là chân lý, thì đó gọi là chấp trước. Những gì được thấy, nghe, cảm nhận rồi chấp trước, được nghĩ là chân thực, tức là mặc định rằng nó là chân lý, là sự thực, được nghĩ là chân thực giữa những người thấy vậy. Ta không phải như vậy, tức nhân loại chấp trước như vậy, giữa những người như vậy, thì Đức Phật không phải người như vậy. Và quý vị thấy rằng, như vậy thấy biết của Phật đi ngược lại hiểu biết của thế gian, cho nên con đường này là con đường đi ngược thế gian. Quý vị thấy rằng, nếu như quý vị học ở đây, quý vị hiểu rằng các đối tượng hàng ngày mà quý vị cảm nhận như mặn ngọt, chua cay, cứng, mềm, thô, mịn, quý vị kết luận nó là cảm thọ, đây là sự thật. Và bây giờ quý vị hiểu rằng ngọt không nằm trong đường, mặn không nằm trong muối, ngon dở không nằm trong thức ăn, nóng không nằm trong lửa, lạnh không nằm trong nước đá, đó là sự thật. Nhưng nếu quý vị nói với những người chưa học cái này bao giờ, thì chắc chắn những người chưa học, số đông của nhân loại này, họ sẽ khẳng định quý vị điên, họ sẽ bắt quý vị vào nhà thương điên. Bởi vì họ chấp trước, họ cho rằng hiểu biết của mình là đúng, là chân thực, nhưng hiểu biết sự thật trái ngược lại với họ, cho nên Đức Phật nói là giữa những người thấy vậy, ta không phải như vậy. Những điều chúng tuyên bố, dù là thật hay láo, ta không xem tối hậu. Những điều nhân loại tuyên bố đây là chân lý, đây không phải là chân lý, đây là đúng, đây là sai, thì Đức Phật nói rằng ta không xem tối hậu. Tối hậu là chân lý, là sự thật, có nghĩa là Ngài nói rằng cho dù thiên hạ có nói điều này là đúng, điều này là sai, thì nó không phải là chân lý tối hậu. Đúng là đúng cho nhóm người kia, mà không đúng cho nhóm người này. Đó là hiểu biết, gọi là kinh nghiệm cá nhân. Còn tối hậu, sự thật, chân lý thì phải đúng cho tất cả mọi người. Đức Phật nói, ta không xem tối hậu là vậy. Quý vị phải thấy như thế này, loài người có tiêu chuẩn đúng và sai, nhưng đúng và sai là dựa trên hệ quy chiếu của họ, dựa trên hiểu biết của họ. Đúng với nhận thức người này, nhưng sai với nhận thức người khác. Đúng sai đều có hệ quy chiếu, và quy chiếu của đúng sai là so sánh, đối chiếu với tri thức kiến thức họ đã học hỏi, lưu giữ trong bộ nhớ, và hệ quy chiếu đó là vô minh. Còn sự thật tối hậu thì phải so sánh đối chiếu với minh, với sự thật thì đó mới là tối hậu. Quý vị thấy rằng mọi tri thức hiểu biết của loài người đều chỉ là giả thiết. Giả thiết là vì sao? Ví dụ hai người cùng nhìn thấy một người đang ngồi đó. Người thứ nhất nói rằng, tôi biết anh ta đang đứng yên. Người thứ hai cãi lại, tôi biết anh ta đang chuyển động. Hai người cãi lộn nhau, không phân thắng bại. Vì sao vậy? Vì người thứ nhất đúng theo cái biết của người thứ nhất, theo hệ quy chiếu của người thứ nhất. Người đó giả thiết rằng quả đất này đứng yên. Vì vậy khi so sánh hình ảnh người này ngồi đó với sự đứng yên của quả đất thì nói người này đứng yên. Nhưng người thứ hai thì không lấy hệ quy chiếu quả đất mà lấy hệ quy chiếu mặt trời. Mặt trời đứng yên. Và như vậy khi so sánh hình ảnh người này với sự đứng yên của mặt trời, quả đất đang xoay quanh mặt trời, cho nên nói rằng người này chuyển động. Thế thì quý vị thấy rằng cả hai người này đều đúng, nhưng đúng đó chỉ là giả thiết. Giả thiết rằng quả đất đứng yên hay mặt trời đứng yên. Nhưng nếu như quan sát trên thiên hà thì nói mặt trời cũng đang chuyển động. Vậy thì tất cả những kiến thức, những khái niệm của con người là đặt trên giả thiết, chứ không phải là sự thật tối hậu. Còn sự thật tối hậu là thế nào? Ví dụ như quý vị ngồi đây, có một con gì bò sau lưng quý vị, lúc đó phát sinh cảm giác, đồng thời phát sinh thân thức ghi nhận cảm giác đó. Thế thì thân thức ghi nhận cảm giác đó có phụ thuộc vào giả thiết nào không? Cho dù quý vị giả thiết quả đất quay hay là đứng yên, mặt trời đứng yên hay vũ trụ như thế nào, thì khi có con kiến bò sau lưng
tiếp xúc thân quý vị vẫn phát sinh cảm giác và thân thức ghi nhận cảm giác đó, thì cái biết của thân thức là cái biết đúng sự thật. Rồi quý vị khởi lên nhận thức đối tượng vừa cảm nhận, đó là cảm giác do con kiến tiếp xúc với thân mà phát sinh. Nó vô thường, vô chủ, vô sở hữu. Nó có vị ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ly. Hiểu biết đó có phù hợp trên hệ quy chiếu nào không? Có giả thiết quả đất đứng yên hay mặt trời đứng yên không? Nó là sự thật tối hậu. Cho nên quý vị thấy rằng, chỉ khi nào quý vị tiếp thu được cái này, quý vị đang ở trên nhận thức sự thật tối hậu. Cái hiểu biết đó, tri thức đó, không phải dựa trên các giả thiết. Vì thế quý vị sẽ thấy rằng, hiểu biết của loài người là tưởng tượng ra dựa trên các giả thiết. Còn thấy biết của Như Lai, của quý vị đang tu tập, đang đạt được là sự thật tối hậu. Đó là bài giảng về bài kinh Kalaka về thấy biết của Đức Phật.